Chào anh em, hôm nay mình sẽ đến với bài thực hành sửa loa vi tính sử dụng IC công suất nhỏ là TDA 2025. Như các bạn có thể thấy trên tay mình là một bo mạch in của loa vi tính sử dụng IC công suất TDA 2025. Thì IC này là có hình dạng là IC chân Z. Thì khi mà mình chưa tháo cánh tản nhiệt ra ấy, thì nó sẽ có cái cánh tản nhiệt như thế này. Và cái loa vi tính này thì rất là đặc biệt, bởi vì là nó mạch in của nó là mạch in trên hai lớp. Sau đây mình sẽ tháo cánh tản nhiệt ra, sử dụng mỏ hàn. Ok, vậy là mình đã tháo được cánh tản nhiệt ra. Và mình sẽ nao cái led này đi. Thì IC này sẽ có thể ghi là TDA 2025 hoặc TEA 2025, thì miễn là nó là 2025 là các bạn có thể lắp được, chứ không cứ là TDE, TEA hay là TDA. Vậy thì con loa vi tính này đang bị sao? Thì bệnh hiện tại của con loa vi tính này là khách hàng báo với mình là khi họ đang nghe thì cái loa, cái rắc đằng sau này, là tức là cái ra loa, hay rắc ra loa con này, là nó không có tiếng nữa, tức là nó mất tiếng. Và khi lúc nãy mình test thì âm thanh ra rất nhỏ và nghe như kiểu nghẹt mũi ấy. Thì theo kinh nghiệm của mình phán đoán chắc chắn là nó đã bị chết IC công suất TDA 2025 rồi. Vậy thì nằm trên bo mạch này sẽ có hai con IC. Và một con IC chạy cho loa bát, tức là loa siêu trầm đây. Và một IC sẽ chạy cho hai cái loa con ra. Thì vậy thì xác định đâu là IC của loa con và đâu là IC của loa bát thì rất đơn giản. Các bạn có thể bắt đầu chúng ta từ rác này. Chúng ta sẽ dò theo dây này, theo dây ra loa con. Đây, dò ra này. Và các bạn sẽ xem mạch. Và nó dẫn về con IC bên này. Nếu mà các bạn xem mạch mà các loa của các bạn mà nó lại dẫn về con IC bên này thì các bạn thay con IC bên này. Còn nếu mà đối với loa của mình thì mình sẽ thay con IC bên này, bởi vì con IC bên này thì nó mới đi vào mạch của các loa con. Thì đối với riêng IC dòng IC chân Z này, chúng ta bắt buộc chúng ta phải hút ra trần ra. Để mình lấy thiết bị hút. Hút thiết chúng ta có hai cách. Đối với IC chân Z này, chúng ta sẽ sử dụng một đoạn dây điện có cái sợi đồng bên trong này thật nhỏ, bởi vì để là khi chúng ta đặt vào mạch hàn thì đồng nó sẽ ăn thiết rất là tốt, nó sẽ hút hết thiết ở chân của IC ra. Lần này mình lại hút vào chân lúc nãy. Chắc các bạn tinh ý có thể nhận ra ngay rằng là đối với cách hút này thì đối với mạch này thật sự là không ổn thế lắm.
Bởi vì là cách hút này tuy là rất là thông dụng cho việc là hút hút chân của IC chân Z, nhưng nó lại có cái nhược điểm là khi gặp mạch in hai lớp như thế này gần như nó không được hút được. Nó chỉ hút được bên mạch phần mạch bên trên, còn cái phần mạch bên dưới, tức là cái mặt kia của mạch in hai lớp này này, thì nó lại không hút được. Ok, mình lại tiếp tục hút. Đối với IC chân Z mà sử dụng con IC TDA 2025 này, mà đối với mạch bình thường thì mình chỉ cần hút như vậy là nó đã ra rồi. Nhưng mà đối với mạch in hai lớp là thật sự là nó hơi bị khoai, bởi vì nó vẫn còn mặt mặt bên kia nữa. À, như vậy là mình thấy là nó đã hút được tương đối rồi, một số chân đã ra. Như vậy con này cũng hút bằng cái này cũng không khó lắm. Chúng ta tiếp tục hút, mình sẽ lấy một đoạn dây khác để hút cho nó ăn thiết hơn. Thật sự là khi mà sử dụng mạch in hai lớp về, tốt nhất thì con nên sử dụng súng. Súng hút tiếp thì hôm khác mình sẽ giới thiệu về súng hút tiếp. Hôm nay cái súng của mình nó mất đi rồi. Như vậy là IC của chúng ta đã sắp ra. Cứng ghê, tiếp tục hút, hút cho nó hết thiệt cả chân thôi. Nếu mà các bạn sử dụng súng hút nhưng trong trường hợp này thì mình đảm bảo là nó đã ra từ lâu rồi, nhưng mà súng hút của mình nó đã bị hỏng mà khách còn lại đang cần, nên là tiện thể mình quay luôn cho các bạn là cái quá trình này mình xác định IC bị chết như thế nào. Chứ còn cách hút chân IC thì nó đi vào là phần kỹ thuật rồi, chứ nó không phải là kiến thức nữa. Vừa hái kiếm được con tô vít sẽ bậy con đi xe ra ra mà. Ôi, con xe này nó vẫn còn rất là cứng. Đối với
cách này thì trong điện tử người ta gọi là phá hoại đó, nhưng mà hiện tại thì mình không có, không biết làm nào cả. Phán kệ mẹ tao, chỗ tao đang làm việc đừng có quấy nhiễu. Mày điếc à? Chả, xe này cứng đầu ghê. Bực thật nhưng mà in hai lớp này. Nếu bạn nào thắc mắc là tại sao cái trường hợp mà in hai lớp mình không dùng súng hút mà lại dùng cái cách này, bởi vì là mình vừa nói cho khách hiện tại họ đang cần mà súng hút của mình nó lại đang hỏng, có lẽ chiều mình mới đi mua được. Nếu mình hút tạm tí mà không được thì chắc có lẽ là phải đi mua súng thôi. Thật sự là mình làm loa vi tính bao nhiêu năm nay nhưng giờ mới gặp cái trường hợp này. Và cái mạch loa vi tính nó lại chạy mạch in hai lớp như thế này. Thôi không ổn rồi, con này nè. Phải dùng súng đất rồi. Bởi vì cái lớp thiếc bên trên nó vẫn còn rất là chắc. Có lẽ khó mà ra được. Thì quả đọt lại một tí thế này. Nè, phá hoại tí thế này. Cách này gọi là cái cách trẻ trâu nhất mà ngày xưa mình đã từng làm. Chứ còn nếu đã làm thợ thì làm cách này xem ra là không ổn cho lắm. Bởi vì nó mang cái tầm cỡ nó phá hoại kinh quá. Này kéo không chả nát hết mạch thôi. Và theo cái cảm nhận của mình này, con thể loại cứng đầu này nó đang ra rồi. Mà không ổn, chặt quá. Tình hình hiện tại là nó vẫn còn đang rất là chắc. Vậy đây, sau khi tình hình hiện tại chúng ta chưa thể hút được con IC này ra, chiều mình phải đi lấy súng về hút đã. Thì các bạn có thể sử dụng mạch in hai lớp này thì đối với loa vi tính cực kỳ là hiếm. Khoảng 1.000 con mới có một con thôi. Nên là các bạn không cần lo lắm về vấn đề mạch in hai lớp này. Thì các bạn có thể hút được cái cách mình vừa hướng dẫn xong thì hút một chút là nó sẽ ra. Nhưng riêng với mạch in hai lớp này nó còn một cái lớp thiếc bên trên chốc này nữa. Thì phải dùng súng hút từ đằng này nó mới hút ngược hết ra. Thì vừa xong mình đã hướng dẫn các bạn là cách xác định IC chết ở trên cái mạch TDA
2025 này rồi thì lần sau các bạn cứ thế để làm. Thì sau khi các bạn thay IC mà theo cái vị trí mình đã hướng dẫn là dò theo cái mạch về IC nào thì chúng ta thay IC đó, thì chắc chắn là loa sẽ kêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần video tiếp theo.